Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Nam ơi. Và bây giờ tiếp tục Khả sẽ làm một cái bát xanh lần bài bát 87 nha Nam. Và cái gì anh em theo dõi đừng quên đó là cho Khả một like, chia sẻ, ủng hộ cho Nam ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bát 87 với hơn 20 lần bài bát Nam ơi. Sau bữa này mới ra nên là lần bài bát thu khá là hiếm Nam ơi. Sau mấy hôm thì Khả mới thu được ít này Nam ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bát 87 nha này nha Nam. Với 20 con lần bài bát nha mọi người. Lần này thay hai con đánh cho anh em xem nha. Kim hỏa, ok man. Rồi, bây giờ chúng ta cùng chuyển qua chính cùng bộ đồ anh em xem nha. Khải kính thêm một may mắn nè mọi. Và Khải vẫn mang xếp một bánh cho nó là 27 nha mọi người. Xếp một bánh 27 rồi xem boss nha mọi. Đầu tiên nó là một dây chuyền một bánh 3. Một dây chuyền một bánh 3. Rồi, một ngọc bò một bánh 3. Một nhẫn một bánh 3. Một nhẫn một bánh 3. Và một mặt nạ một bánh 5. Là có cho mình 17 một bánh. Kèm với cái này 10 nữa là 27 một bánh nha nào. Và trong người Khải ăn thêm thương sơn, quá tửu, với lại mấy cái bao lì xì may mắn này nè. Cho anh em xem mấy bao lì xì may mắn này. Đây, bao lì xì may mắn lớn nè, tăng 20% may mắn nè. Đó, cho cá nhân và đồng đội các kiểu nè, cắn nè. Đó. Rồi, okay, cái này nữa nè. Rồi, may mắn nữa nè. Tăng 10% may mắn cho, chỉ nhận cho nhân vật chính nè. Nói chung là bên con Thúy Yên nó có may mắn nhiều lắm mọi người. Chứ mà không có đâu. Rồi nhật đồ như thế nào. Ok. Đợi ông Kim luôn nè mày. Đợi ông Kim luôn nè mày. Đợi ông Kim về một mối luôn. Anh em đang theo dõi video bát 87 này thì đừng quên ủng hộ Khải mạnh 200 like và like chia sẻ mạnh 200 like để Khải tiếp tục ra những video tiếp theo cũng như là có động lực tiếp tục làm những video xem boss cho anh em xem nha. Kính chúc anh em một ngày mới xem like, xem video vui vẻ nha anh em. Và đừng xem trực tiếp của Khải vào lúc 7:30 tối hàng ngày cũng như là trưa vào lúc 11:30 trưa hàng ngày như thế nào. Ui, kia mình nhiều đồ gơ nè mà. Khải cho đùng năm động nhỉ. Côn rương năm động nhỉ. Rồi, như bó nè. Ui ha. Rạp nè. Rạp nè. Phòng thủ lấy 3 điểm. Úi xời ơi. Nhỏ nha. 120. Úi sao 20 không vậy. Đục cái này mà 40 mình xà đẹp luôn rồi nam. 20 trời. 130. Trời ơi. Ra kiểu cái lương ương khó chịu gơ em ơi. Mình đang cần bao tây 500 hoặc là ngập bò 500 dùng 1 mà không ra đâu mà. Không có cái nào xả được luôn. Nè, 120 nè, vãi đã. 120 nè. Ôi xồi ôi. 120 nè. 120 nè. Bao tây 3, vãi đã nè. Lần tiếp nè mà. Khó này, kim này. Rồi chỉ mình em đọc bố đồ này em xem nè mày. Đợi nó đánh tí lên lấy đồ tiếp nè. Rồi chỉ em đọc bố bùa rồi giấy này quất nè. Thôi. Bánh này bát 87 nha nè. Bánh này ta bán 87 nè. Anh em theo dõi nhớ cho ủng hộ like chia sẻ ủng hộ nha nè mày. Bố thầy kim. Chọn sát thương không đọc 23 không có gì hết. Được cái kháng đọc sinh lực nguồn lực. Rồi rác lộ. Phá rác luôn, đợi nha mày. Họ chết trước à. Thô nghiệt chả mà hổ. Chẳng còn lấy à, chẳng
cành như nhà đàm này. Có ghi sản lượng 171, khả năng thể bán mất tiêu rồi mà. Nói chung là phôi mấy chục vạn này. Là bán rồi cũng sao. Có đó làm phôi rồi. Kim chết nè, kim chết có một khí không nè. Trời ơi, áo không được, không có áo luôn. Rồi, khui nè. Trời ơi, mấy cái áo đẹp ghê mà không phục hồi nữa mà. À, đúng, thiếu dần phục hồi. Xin lập cao. Lập xin lập. Lập không. À, thả thiếu nè mọi người. Chỉ muốn em động em tiếp tục xem đồ nè mọi người. Ui. Đau không có gì. Sát thương có 3 điểm mà má. Người sao có sát thương 3 điểm trời. Chậm hơn mơ. Chùa quá, chùa quá nè mời. Kiếm bầu tây với ngọc bầu trà 40 mà không có cái nào luôn. Hói đàn nha. Rồi tiếp tục nè mời. Tầm này lần thứ 2 con là bói vừa nè mời. Thả 3 con bói nhanh quá. Trời, cầu khí lại kháng lâu 29 nữa. Đồ, cái ngọc bội. Đồ, đầu xanh. Trời ơi, ngọc bội này mày tiếc gơ chưa. Trời ơi, cái ngọc bội. Tiếc vái. 21-40 sẽ được lực dùng cuối. Đại ra. Ra, ra. Ôi, qua năm đọc bói cho em xem. Tiếp tục này. Ui. Ôi, áo ngọt 40. Không sinh lực này. Áo lâu 19 cũng được. Trời ơi, áo đẹp mà không phục hồi. Nhỏ nha. À, quên áo đó, áo mọc. Áo xì đà tí. Đây là một. Ôi, một khí áo lâu 24. Được nè. Áo được nè. Được nè. Được nè. À, ok. Đây. Khui hàng nè. Bánh này khai chỉ có 20 con thôi mà. Đánh 2 con một lần, 2 con là đẹp.
Ui, có một khí nha, có một khí nha. Ui, con kia một khí nhiều nha. Ngon nha, khui 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 khui. Đồ rất quá trời đó. Ui. Đâu, trời ơi, tốc độ đâu, trời ơi, cái kích đẹp vãi, không tốc độ. Sư phẩm ơi. Rồi, cái kích này khoảng đôi 29 điểm rồi. Trời ơi. Rồi đó. Đó, số mệnh 11. Đan lưng kim. Rác luôn. Rác luôn. Nhẫn kim, ôi, nhẫn kim ngon kìa. Nhẫn kim là khá sang đẹp luôn ạ. Trời ơi, cái áo không phục hồi nè mà. Rất tiếc những cái áo như thế này, mình đang tìm cái áo kim mà không có nè mà. Phục hồi mua sinh lực một lực như thế này thì không có luôn. Ok nè. Đồ, cây này uống không nè, nhìn đẹp không? Sát thương không cao mà nhìn thấy nó quá đẹp luôn. Sinh lực một lực các kiểu. Thôi. Gia chiên này à, gia chiên này không đẹp, gia chiên khả năng ma. Chiên khả năng ma sinh lực 110 mấy lần. Đã tìm gia chiên đẹp đẹp không? Đang sinh lực 111 lần. Nhẫn này đẹp này. Nhẫn này thấu, nhẫn này đẹp này. Nhẫn này 105. Ok, 128, được. Nhẫn này theo nhẫn chính luôn nha nè. Được cái nhẫn như nè, nhẫn này theo bản chính luôn nè. 128, quá đẹp. Để nó kích đồ. Cái lưng đồ nè mà. Dây chiền nè, tiêu nè, vui đáp nè, đáp nè, không bay nội lực thổ, ôi thổ bay thổ đáp luôn, áo này không khỏi đáp luôn, đáp luôn dây chiền thổ đáp luôn. Đâu, được 24 nhìn đẹp rồi. Mình tiếp tục đây mọi người. Rồi, quan âm đọc bố thí cho anh em xem nha. Quan âm đọc bố thí cho anh em xem nha. Anh em đang theo dõi đừng quên cho Khải 200 like ủng hộ nha anh em ơi. Ai chưa like, like mạnh nha anh em ơi. Lên lưng thố cũng được. Áp hộ 30. Trời, nãy thuận là thấy áp hộ 30 không. Ui, áo này là không phục hồi nữa nè. Áo đẹp không? Áo kim nè. Không phục hồi thành rác lên nè. Áo mà không phục hồi thành rác nè. Đó. Áo này áo lúc nãy. Lưng. Lưng thổ không ai xài luôn. Xấu quá. Thổ à, thổ vậy. Ồ, thổ mọc bộ phu đam luôn này mà. Mọc chết trước nữa. Vẫn chưa có cái nào siêu phẩm nữa mà. Quýnh bót hình xui á. Rồi, lâm nè. Ô, hết phù à. Ôi tự heo. Ở bên một phù là hết phù rồi. Phù lên phù xuống, đồ xuống bỏ đồ hết phù rồi. Quái. Quái nè. Mọc nè. Ui, khăn lôi 25. Quái. Khăn lôi 15. Ui, phù hồi 20 à. 20 là về bờ. 40 là về bờ. 19. 17. 19. Ui, rồi, về bờ nhẫn này mà. Ui, quá đẹp. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Quá đẹp. Đang tìm cái nhẫn luôn em ơi. Rồi, trời chính băng luôn. Quá đẹp nhẫn chính luôn em ơi. Tính ra tour này được hai cái nhẫn này, hai nhẫn nhẫn chính luôn á. Một kim một mọc. Đẹp. Đó, 29. Rồi, sợ hai nhẫn quá đẹp luôn. Anh em cũng cho xe ra. Phôi nè. Phôi nè. Đây lưng này cho được, đây lưng này cho. Lưng cho ngày 10. Thế thì khai cho đây lưng này ngày 10 luôn. Rồi nó nhặt tiếp độ.
rồi cho ông nêm đậu nhẹ. Và có đồ nêm đậu luôn rồi, tại vì con này nó hấp phù rồi. Rồi nêm đậu này, phun gắt là lá tiếp rồi ơi, tụi này có vẻ ốm á. Rắc này, rắc này. Mọi người ơi, rắc này, rắc này, rắc này. Trộn, không có gì hết. Ngay chiều tháng chi mà trong đất này kích lên lâm 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 lâm, ok. Khu như nè, rát nè, rát nè. Chọn 240, 1540, má cái chị, 1540. Cái này mà con hợp thủy là 1540 là về bờ này. Này hôm nay thổ chịu rồi, con số quốc sốt rồi. Thổ quốc sốt rồi. Quốc này. Quốc này. Rồi, tiếp tục lắm rồi. Rồi, tiếp tục nhận đồ nè mày. Được ạ, bắt này đẹp ạ. Đang con lưu 19 thì tí để cho người mình xài. Người mình khá đang xài cái đài khá là bình. Cái đài mới có 12 thôi nè mày. Đang có 12 hơi phê ạ. Đó, đó, nó gây 19. Sức mạnh 109 kích được ạ. Kích được. Kim vũ khí nè, ừ, hai cây vũ khí nè, được ạ, quái luôn. Lũ kháng độc 25, hai kháng độc 24, ui sao, chọn sát thương 100, sát thương 23 điểm, con sát thương này, con kháng độc. Ui, lầm 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 lầm. Ok, về bói nè mày. Rạc nè. Rạc nè. Rạc nè. Rạc nè. Rạc nè. Rác luôn, loài sắc loài công 52 điểm, úi xoài. Dường còn 52 điểm. Thôi đó. Thôi chỉ muốn em đọc tiếp tục nè, em đọc con rương đồ nè. Hai ba cái áo này. Xin lập. Mấy cái dòng xin lập cao đó là làm phôi này. Này thối thổ kim.
nhóm này. Kim chết chết trước rồi mày, Kim chết trước á, máu Kim rút quá trời kìa. Vẫn chưa cái nào siêu phẩm nè mà, chỉ còn vài món, vài kim nè. Siêu phẩm nó chưa có nè mày. Anh em theo dõi nhớ cho video này hơn 200 like để có động lực làm những video tiếp theo nè mày. Kim nè, ui xa Lâm động nó nhẹ con mớ kìa, hui nè mày. Tiếp tục nè. Trời, thổ quá vậy. Bà già đó. Thổ nhiều dữ vậy. Lâm thổ nè. Gia chiên kháng cả 20. Rồi, về nè. Hai con còn lại thổ luôn chợ. Đó. Không phục hồi. Đồ. Ta mong đem niềm vui cho trần thế, dù rằng thế giới ngoài năm động như nào vốn không bình yên, đi bên nhau trong tay lắm đầy yêu thương, để nhân gian rồi không còn cay đắng. Đi bên em sao nghe thấy yên bình, từng ngày hạnh phúc ơi sao lướt qua thật nhanh. Mỗi băng đọc ngoài 3 điểm luôn dữ dằn ấy. Cũng được. Đó đó cho xe mang cũng chẳng ai mang nữa. Xe mang cũng ai mang. Mà là phụ chữ nhân này. Tiếp tục tháo con mới nữa nè. Còn 3 con cuối cùng. Ba con cuối cùng là kết thúc với bát 87 này luôn nè mày. Cố lên. Bát này cũng có một số đồ cho ạc, cho xe mang cũng ok. Hàng kim. Đậm nè. Về nè. Bỏ nhanh thì hết đồ rồi mà. Hết chỗ rồi mà. Đó. Đó. Trời đồ đấy không xuất hiện đồng cuối. Phôi nè. Phôi năm đọc này nè mà. Đọc nhớ đồ nè. Lôi sắc nội công 74 điểm vãi đáng. Nè, sắc thương dùng 2, form. Đó. Còn bằng không. Đó. Hai con cuối cùng rồi nè mày. Kết thúc. Ui trời đồ kìa. Nhạc. Hai con cuối cùng full đồ nè mày. Áo kim phục hồi 40 đẹp đẹp đấy coi. Tìm áo nam không ra. Trời ơi lại thiếu phục hồi nữa. Toàn áo đẹp không thiếu phục hồi. Đó. Đó. Đó không có tóc luôn. Quá nhỏ. Ôi nè mày, ba nóng kim không ai xài nè mày.
Trời, không có tóc luôn này mà sao tóc không có tóc. Thương 25. Rạng không. Phôi phôi. Rồi, có cái áo kim nữa này. Tìm áo kim lên đảo mà chua quá. Về nữa. Ui. Vẫn tìm không ra cái hàng mình cần. Đó. 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 Sinh lực, sinh lực. Đó. Đây là kích đồ. Ok, tí nữa khả đưa người mới kích đồ lại kích cái đai lưng này luôn. Rồi, qua đem động anh em ơi. Nếu anh em nào mà thích series đánh boss như thế này nữa thì đừng quên like mạnh nha anh em ơi. Like mạnh nha anh em. Đầu tư đánh chưa biết lời hay lỗ mà cảm giác có nhiều đồ là vui nha anh em ơi. Cứ có nhiều đồ ra là vui. Nó sẽ được lực ra. Ôi trời cái đài. Có sẽ lực 2 điểm rồi chứ. Chưa được 2 điểm rồi. Ờ xương thì rồi ok. Rồi được Khải. Rồi cảm ơn nào anh em đã theo dõi video này. Đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Bây giờ Khải sẽ giao dịch xong cho anh em xem thử đồ thứ bên này thì thu hoạch những món gì như này. Chung là 20 con này hơn khoảng hơn 4-5 kim á. Cái tiếng dạng nữa khoảng tầm 6 kim nè mày. Sống kia biết thu được gì nè. Chung này chắc cũng khá là ok nè mà. Rồi sống kia này thu được cái gì nè. Cây này kháng loại 29 dòng 2. Cái này chắc đoán bán được cái kim nè mà. Biết ai mua không nữa. Cái cây này có tay kháng loại dòng 1. Kháng loại 23. Sinh lực 90. Bán được cái kim. Cái áo này chắc cũng được cái kim nữa. 19-40. 500 xu, 700 xu cũng được. Là lưng này chắc 100 xu. Vũ khí kháng loại 24, 300 xu, 200 xu, 300 xu rồi đó. Nói chung là hơi canh nè mà. Mấy món kháng loại dòng 2 ít được mua lắm. Đại lưng kháng loại 150. Ngọc bội kháng binh, nhắn độc. Mấy món này không cũng không có giá, không biết nói sao luôn nè mà. Ngọc bội này không có giá luôn. Trong bách này bay hết 7 kim này. Đa số những đồ cho xe, cho ạc nè mà. Chứ cũng không có nhiều tiền. 7 kim là tính ra như thế này được một cái nhẫn này nè mày. Bù lỗ được cái nhẫn này nè mày. Nhẫn kháng loại 29 sinh lực 17 nè. Trong bù được cái nhẫn như nè. Nên cái nhẫn này được cho kim nữa nè. Nói chung là bắt này cũng không lỗ lắm. Khá tương đối nè. Rồi anh em xem video bắt 87 đừng quên để lại khám lại chia sẻ hộ cho anh em ơi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.